Bạn không biết mình giỏi cái gì, đam mê cái gì, làm tốt cái gì, rồi cuộc đời bạn sẽ trôi về đâu thì phải làm sao đây? Thứ nhất là bạn hãy bình tĩnh và thoải mái vì điều đó. Vì có rất là nhiều người thành công, trước đó họ cũng như bạn, họ chẳng biết họ thích cái gì và đam mê cái gì đâu. Mỗi người đều có một đồng hồ và lộ trình cuộc sống riêng, đừng chạy theo lộ trình và đồng hồ của người khác. Hãy nỗ lực và tiến lên mỗi ngày thì bạn sẽ có những cái thứ mà bạn muốn. Thứ hai, để biết bạn giỏi cái gì, đam mê cái gì á, không phải bạn ngồi một chỗ bạn suy nghĩ là ra đâu, không phải bạn nhìn người khác làm mà ra đâu, mà cách duy nhất là bạn phải trải nghiệm, bạn phải làm, bạn mới cảm nhận được. Cũng giống như một món ăn vậy, bạn nhìn bên ngoài không biết là món ăn nó ngon hay dở, nhưng mà bạn phải ăn vào thì bạn mới cảm nhận được mùi vị như thế nào, đúng không? Thứ ba, đam mê đơn thuần nó chỉ là một cảm giác thôi. Một người có thể có nhiều đam mê khác nhau, nhưng mà dấu hiệu để nhận ra đam mê là khi bạn làm một việc gì đó, bạn làm hết mình hết sức vì nó, bạn thức ngày thức đêm vì nó, bạn cày vì nó mà cảm giác nó rất là hưng phấn và rất là sung sướng, thì đó là một trong dấu hiệu để bạn nhận ra đam mê của mình đấy. Thứ tư, đam mê của bạn nếu mà sinh ra tiền thì sẽ tốt hơn. Sẽ đến một thời điểm nào đó bạn làm vì đam mê, làm vì hạnh phúc, làm vì sự cho điên, mà không làm vì tiền nữa. Đơn giản vì lúc đó bạn đã có rất nhiều tiền rồi. Thứ năm, để biết bạn giỏi cái gì, thế mạnh cái gì, tiếp người bạn như nào, thì bạn có thể sử dụng một số công cụ khoa học để hỗ trợ, như là làm sinh chắc học bằng tay, DISC, MBTI, VKD, một số công cụ khác. Cái này bạn có thể tra Google. Cuối cùng là hãy sống mục đích, sống ý nghĩa và tiến lên mỗi ngày. Đừng quên like, follow mình để xem nhiều video thú vị nhé.